Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh Tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Quyền Linh, MC giàu nhất show Big Việt và sự đánh đổi người thường khó vượt qua. Như đã biết, MC Quyền Linh hiện đang là một trong những cái tên ăn khách nhất làn giải trí hiện nay, với sự góp mặt ở hầu hết các chương trình truyền hình lớn. Thời gian gần đây, anh cũng gây chú ý với khối tài sản cách xù và mức cát xê cao ngất ngường. Tuy nhiên, để có được những thành công rực rỡ trong ánh hào quang của ngày hôm nay, Quyền Linh đã từng trải qua một quá khứ đầy gian khó, cay đắng. Gian khổ trong nghề diễn, bị đuổi khỏi trường quay, suýt chết vì tai nạn. Sau khi học xong tại trường sân khấu với muôn vàn khó khăn, đói khổ, Quyền Linh quyết tâm theo đuổi đam mê của mình bằng cách gõ cửa từng đoàn làm phim để xin được diễn. Nhưng mọi cánh cửa đều đóng chặt, không chịu mở ra với anh chua xót nói. Tôi đã học xong rồi, nhưng không bon chen nổi. Thời đó, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Diễm Hương, Lý Hùng đã quá nổi tiếng, tôi không thể nào chen được một chân vào. Nhưng Quyền Linh không hề bỏ cuộc, anh tìm đủ cách để được ở lại trong đoàn phim như xin làm hậu đài, nấu cơm, khuân vác. Tại đoàn phim, Quyền Linh phải làm đủ mọi việc mà không nhận lại được một đồng tiền đồng nào. Ai sai gì, bảo gì, Quyền Linh cũng làm, không một lời than vãn, trách móc hay tỏ ra xấu hổ, anh kể lại. Tôi đi đóng quần chúng, đi các đoàn làm hậu đài, nấu cơm, khuân vác. Tôi xông pha vào tất cả mọi trận địa của nghệ thuật, không cần tiền bạc, chỉ có nhiệt huyết, sự nỗ lực để chứng minh tôi có thể làm được. Thậm chí, vào đó ai sai cái gì tôi cũng làm. Cơ hội đến với Quyền Linh cũng nhỏ giọt, chứ không ập đến một lúc nhiều như các nghệ sĩ khác. Sau biết bao tháng ngày nằm gai nếm mật ở đoàn phim, anh mới được đạo diễn chú ý phân cho một vai quần chúng trong phim Phạm Công Cúc Hoa. Lúc này, Quyền Linh chỉ được lên hình vài giây, lẫn vào đám đông nên khán giả gần như không thấy anh. Cát xê cho vai diễn quần chúng cũng chỉ là một ổ bánh mì ăn không đủ no. Thế nhưng, Quyền Linh vẫn hạnh phúc vì cuối cùng đã được đóng phim, nên hăng hái tới mức bị đuổi ra không cho đóng nữa, anh nói. Lúc đó, đạo diễn Lê Mộng Hoàng thấy tôi ở đó liền gọi. Thằng kia, nhìn mày cũng được đấy, vào đây đóng hộ tao vai lính. Tôi mừng quá, liều vào đóng. Đóng xong cũng được cho một ổ bánh mì. Đợt sau, đóng tới giữa phim, tôi lại được kêu đóng lần nữa và được cho thêm ổ bánh mì nữa. Lần cuối cùng, tôi tự động nhảy vào đóng. Đạo diễn nhìn thấy mới đuổi tôi ra ngoài, không được đóng nữa. Thời gian đó, Quyền Linh chỉ dám đứng xa vài chục mét để ngắm nhìn Diễm Hương. Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày trở thành đồng nghiệp với cô. Từ vai quần chúng nhỏ nhoi này, Quyền Linh tiếp tục đi casting khắp các đoàn làm phim khác để nhận đóng đủ loại vai. Anh còn mạnh dạn tham gia các cuộc thi diễn viên và đoạt giải. Trời không phụ lòng người, cơ hội rồi cũng đến với Quyền Linh khi Lê Công Tuấn Anh đột ngột bỏ vai chính trong phim Khát Vọng Sống, nên anh được chọn vào thế chân. Đây chính là cú hích giúp anh chạm ngõ điện ảnh. Từ đó, Quyền Linh phấn đấu để được đóng vai chính trong nhiều bộ phim tiếp theo. Là người từng trải qua khổ cực tận cùng, nên Quyền Linh không hề nề hà khó khăn, sẵn sàng trèo đèo lội suối, ăn ngủ giữa rừng, hy sinh bản thân vì vai diễn. Điều này khiến anh khá được lòng các đạo diễn và nghệ sĩ lớn tuổi. Nhưng đó cũng chính là con dao hai lưỡi, khiến Quyền Linh không ít lần rơi vào nguy hiểm, tới mức suýt mất mạng. Trong một lần đi diễn tại Pleiku, Quyền Linh đã bị sốt rét tới mức co giật, khiến anh bật khóc, không chịu nổi và định bỏ về. Nghệ sĩ Bắc Sơn phải ôm và lấy dầu gió xoa khắp người anh cho nóng. Lại một lần khác, Quyền Linh phải sống 6 tháng trên Đắk Lắk, ăn ngủ ở rừng cà phê để đóng phim. Anh tiếp tục bị sốt rét lên tới 40 độ, nhưng vẫn phải đóng cảnh rửa máy cày giữa trời nắng nóng. Cuộc đời đóng phim của Quyền Linh gắn liền với đau ốm, bệnh tật, nhưng anh chấp nhận đổ máu vì điện ảnh, chịu đựng tất cả để được diễn, bất chấp cái chết cận kề, anh thừa nhận. Sốt rét vận vào tôi từ lúc mới đóng phim tới giờ vẫn bị. Nhiều khi tôi đóng phim trong tình trạng sốt 4 mấy độ nhưng vẫn phải cười cười. Chẳng hạn, ở cảnh đám cưới với Trương Ngọc Ánh trong Đồng Tiền Sương Máu, ai cũng thấy tôi cười nhưng thực sự tôi đang sốt 42 độ. Trong cuộc đời diễn viên của tôi có những lúc cái chết cận kề. Một hôm tôi quay người Hà Nội,
tới cảnh đi trên núi mà sốt rét lại lên, run cả người nhưng không dám nói, sợ nói ra không được diễn. Chính vì thế tôi không đi nổi, trượt chân ngã từ trên vách xuống núi. Cả một hòn đá lăn theo tôi, chỉ cần sơ sẩy một chút là tảng đá đó đè chết tôi. Không chỉ ốm và sốt, Quyền Linh còn gặp tai nạn suýt chết trong khi đóng phim. Anh kể lại, tôi còn nhớ có lần đóng phim Những Bông Hoa Rừng Sác với Lê Tuấn Anh. Tôi phải thực hiện cảnh nhảy tàu từ độ cao mười mấy mét xuống. Lưng tôi đập mạnh xuống đất, máu tuôn khắp miệng, rồi sốt rét phát ra, trễ vài phút là chết. Lê Tuấn Anh chính là người ôm tôi vào lòng, nhưng tôi đẩy ra, đòi diễn hết cảnh mới chịu đi bệnh viện. Tới lúc vào bệnh viện, tôi sốt lên gần 43 độ. Bác sĩ nói chỉ cần trễ vài phút thôi là tôi sẽ chết. Sự đánh đổi cho mức cát xê cao ngất ngưởng. Tuy gian khổ, nguy hiểm là thế, nhưng những ngày tháng lăn lộn tại phim trường đã giúp Quyền Linh kiến tạo nên tên tuổi vững chắc cho mình. Từ đó, anh có được tiền đề lớn để chuyển mình sang nghề MC vào năm 2004. Cuộc đời luôn có những cái giá để đánh đổi. Chính nỗi ám ảnh về cái nghèo khó, cơ cực đã giúp Quyền Linh có được tính cách dân dã, chân chất, bình dân. Điều này tạo nên một phong cách dẫn chương trình vô cùng khác biệt, độc đáo ở anh, không giống như bất cứ MC nào trước đó. Quyền Linh không dẫn chương trình theo lối hoa mỹ, văn vẻ, cũng không hoạt ngôn, hoạt náo hay chỉn chu. Thay vào đó, anh dẫn bằng tất cả sự mộc mạc, chân thành, gần gũi của mình. Anh cũng không ngại bẩn, ngại vất vả mà sẵn sàng lao vào chương trình để giúp đỡ người chơi. Thậm chí, Quyền Linh còn không nề hà chuyện đi dép tổ ong lên sân khấu. Nhờ đó, Quyền Linh đã chiếm được thiện cảm của rất nhiều công chúng, đặc biệt là khán giả vùng thôn quê. Mọi người còn ưu ái gọi anh là MC quốc dân. Những thành công trong nghề MC giúp Quyền Linh nhanh chóng vươn lên hàng ngôi sao hạng A với mức cát xê cao ngất ngưởng ở cả đóng phim lẫn quảng cáo, anh tiết lộ. Tôi đã từng có hơn 10 năm cống hiến cho điện ảnh, có nhiều vai được khán giả nhớ, nhiều vai được đồng nghiệp ngợi khen, nhưng hơn 10 năm ấy, số tiền cát xê có được không đủ để giúp tôi mua một chiếc xe máy. Giá cát xê cho diễn viên ở Việt Nam mình quá bèo bọt. Chính vì thế tôi đã phải quyết định rẽ sang hướng khác, cuộc sống mới đầy đủ hơn. Giờ đây chỉ với một vai phụ trong khi đàn ông mang bầu, tôi gần đủ tiền mua ô tô. Tôi còn nhớ vụ quảng cáo cho một trường sinh ngữ. Lần đó bạn đại diện nhà sản xuất mời tôi làm đại sứ cho trường. Tôi từ chối vì mình không rành tiếng Anh. Nhưng bạn ấy năn nỉ đến độ nếu tôi không nhận lời sẽ bị đuổi việc vì ông sếp quá thích tôi. Thấy cũng hơi lạ, nhưng nhìn số tiền gần 2 tỷ trong bản hợp đồng nên tôi cũng siêu lòng. Không chỉ đóng phim, làm MC hay quảng cáo, Quyền Linh còn hoạt động kinh doanh năng nổ ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, nước rửa chén. Các công việc này đem lại nguồn thu lớn cho anh. Nhờ đó, Quyền Linh ở tuổi 50 vô cùng giàu có, sở hữu một khối gia sản cách xù. Ca sĩ Ngọc Sơn từng chia sẻ, Quyền Linh là một tỷ phú và là MC giàu nhất showbiz, xây gần chục căn nhà khác nhau. Quyền Linh sống rất tốt với bạn, lúc nào cũng mời bạn đi ăn bún bò. Quyền Linh đàng hoàng lắm, mời đi ăn nhưng không bao giờ để ai trả tiền, luôn dành trả tiền cho bạn và mọi người. 10 lần tôi đi chơi với Quyền Linh là anh ấy trả tiền hết 11. Tất nhiên, để có được khối tài sản lớn là sự đánh đổi về sức khỏe. Khi Quyền Linh gần như bị vắt kiệt sức lực, anh chia sẻ, sức khỏe của tôi hiện còn khoảng 40%, tôi phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày. Tôi nhận ra sức khỏe giảm khi dừng quay chương trình Vượt Lên Chính Mình. Khi khỏe, tinh thần tôi sung lắm, muốn giúp được nhiều hơn các mảnh đời khó khăn. Tôi quên mất sức khỏe có hạn, tôi đi quay trong đêm giữa mưa lớn. Sau hơn 10 năm phơi mình trong nắng mưa đã bào mòn sức khỏe của tôi. Nhiều lần tôi bị kiệt sức khi quay chương trình, mới đây tôi từng bị ngất xỉu. Ở tuổi 50, có trong tay sự viên mãn về cả tiền tài, danh tiếng lẫn hạnh phúc gia đình, Quyền Linh trở nên bình thản, tự tại hơn, không còn những bon chen, giành giật trong người. Anh tâm sự. Nhiều người bảo tôi tham tiền, ham danh, ham vọng, nhưng thật sự bây giờ tôi chả ham gì nữa, vì đời biết ngày mai ra sao. Nói không cần tiền cũng đúng, vì bây giờ tôi cũng đã đủ rồi. Tôi có cuộc sống hạnh phúc, không cần phải bon chen. Hiện tôi làm vì xã hội là nhiều. Công việc của tôi cũng khá ổn định, tôi chỉ tiếc việc xã hội nên đi rất nhiều.
so much.